hai biểu bánh cái bia này là dội rồi các bạn. Bia 1 cent nè. Mình đứng 9 mét, mình nã ầm ầm luôn nè các bạn. Bấy nhầy thôi nè. Dạ bi 8, lỗ tròn. Thùng này là thùng EX, mới lấy về người thử. Chặt 8, đầu tròn. Đây, miếng da đây. Da này bán 4-5 bộ rồi nè, nó mềm xèo rồi nè. Bia này bắn là chịu nổi đít trên này nè. Dục rồi. Cột cái này vô, máng cộng với kẽm ở trên này nè. Thòng lòng xuống đây. Bắn nó đâu có rối rồi nè các bạn. Chút viên cái nó lắc lư vậy cái mình chuẩn bị viên mới cái này nó đứng này nè không. Tập bánh bia luyện cái bia nhỏ giống vậy nè nó mới mau lên. Cứ từ từ đi, cái bia này nó bấy nhầy với mình cho coi nè. Nhà mình là 9 mét nha các bạn. 9 mét luyện bia 1 cent. Bị 8. Có mấy viên bắn mà nó móp luôn. Nhìn viên bi nè. Này, bị đèn nó chói. Không? Thấy thấy bị móp nè. Cái đèn này nó chói không thấy đường các bạn. Đó, anh em nào muốn lên tay cứ luyện cái bài này giống mình vậy nè. Cái bia 1 cent treo lên cứ bắn 5 mét chơi 3 mét cũng được nữa, luyện cảm giác đi, xong rồi ra 5 mét thì ra 6 mét, ra 7 mét, dần dần ra 10 mét, dần dần lùi ra 15 mét, chơi chừng tháng rồi là thấy cái chỉnh lên. Chặt đầu tròn nha các bạn.